Cái bình cổ mày lấy đâu ra vậy? Thì cái bình cổ đó tao nhờ thằng bạn ở chung phòng tao á kiếm giùm. Mà ai biết nó kiếm cái bình mà tào lao không à. Chả hiểu kiếm đâu luôn. Hay quá. Kiểu này á là nhóm mình á phải đổi đề tài thôi. Chứ vậy sao làm đây? Khó lắm mày ơi, mình đã hứa với cô mình phải làm chứ sao bỏ được. Cái đề tài này á là cái bình cổ là chính. Mà bây giờ á không tìm ra được cái bình cổ thì làm cái gì hả? Két. Dạ. Ủa cô, em tính qua mặt cô à? Em tìm bình cổ ở đâu ra vậy? Làm bất cứ cái chuyện gì phải bỏ tâm vô đó. Làm ổng tả như vậy á thì các em nghĩ đi, nền điện ảnh nước nhà mình á nó sẽ đi về đâu? Ồ cái gì mà không? Các em cũng vậy đó. Dạ em biết rồi cô. Rồi em xin cô cho em thêm một tuần nữa nha. Cô cho em 10 ngày luôn đó. Nhưng phải làm cho đúng, không được sai. Được không? Dạ, chú nghĩ sao về tin đồn ngôi nhà mình bị con ma ám à? Đứa khốn nạn nào nó đồn tầm bậy tầm bạ. Nhà tôi ở từ đó đến giờ có bao giờ có ma cỏ gì đâu. Đêm nào tôi cũng đi vòng vòng trong nhà hết, không bao giờ tôi thấy con ma nào hết. Những cái lời đồn là cái lời đồn thất thiệt. Nhưng mà hiện tại ngôi nhà của chú á đang là một hiện tượng trên mạng xã hội. Chú có thể nói điều gì về nó không? Sẵn qua cái phóng viên ở đây với lại qua những cái máy camera quay hình tôi, tôi truyền lời tới những cái đứa nào mà tung cái lời đồn thất thiệt đó lên mạng là tụi con ơi, tụi con nghiệp nặng lắm tụi con, rồi có ngày nghiệp quật tụi con nha. Chú nói cho tụi con nghe, rồi sẽ có ngày nghiệp quật tụi con. Người ta làm ăn mà nó đồn chỗ này chết. À, điều gì khiến chú quyết định mua ngôi nhà này với cái lời đồn thổi như vậy ạ? Chẳng giấu gì anh là tôi đã mua cái nhà này rất là lâu rồi. Xong rồi tôi ki cốp, tôi mới xây lên từng viên gạch trong đây. Là tôi vừa mới là mở cửa ra để mà cho thuê phòng trọ thì nó đồn có ma là tôi ế luôn tới giờ. Chào mọi người nha. Cái bình này nó nằm ở chỗ nào được ta? Ủa ba, sao vậy ba? Ba bị gì vậy ba? Ba muốn khóc mà khóc không được con à. Trời, mà có chuyện gì hả ba? Rồi sao tiện ba để cái bệnh ở đây? Nãy em tưởng ba đem đi tặng ta rồi mà. Ba không dùng nữa đâu, con cứ xài đi. Trời ơi, ba cho con thiệt hả? Mà nãy con nhớ là ba nói con không được xài cái này mà, cái này in my heart gì mà ba. I'm great my heart. Uống cà phê sữa, phải uống bằng ly này mới ngon nè. Dở với tị á, ly này mới đúng nè. Ông đó nghe, ông ném về quỷ sứ đó nghe. Suốt ngày làm như là không có giỡn, nó chịu không nổi hay sao vậy? Ủa thôi, anh tặng em hả? Ừ. Đi cũng chết cũng đem tặng. Giận á. Có bao giờ thằng Bảo Bùng này đi tặng đồ cho người khác không? Cái này á, cái ly này là cái ly giống như cái ly gia bảo trong nhà vậy đó. Ghê vậy? Ừ, từ thời của ông cố tổ tôi là ông đã xài cái ly này rồi, là truyền xuống cho ông tổ, rồi ông cố, rồi ông ngoại tôi đó. Đưa, nói chung đưa gia đình anh xài lại đi. Nghe cái là hết muốn nhận luôn á. Giỡn hoài là ngày xưa là có một cái vị quân vương nào của Pháp á, Napoleon đó, là ông uống cái ly này nè, rồi xong rồi cái ông cố tổ tôi ngày xưa là đi rửa ly cho ổng đó, rồi cái thấy đẹp quá rồi chôm về đó. Ờ vậy hả? Hèn chi cũ quá rồi cũ rồi vậy mà cái... Cái này là tình cảm người ta trong đó mà không nhận. Kỳ ghê. Cà phê là nó là... Nó xuất xứ là phải uống bằng cái ly bằng này nè. Được rồi. Nói chứ anh tặng là em vui mà. Em đổ cà phê vô đây nha. Đúng rồi, đổ vô đây. Đổ nè. Nó ngày nào em cũng uống hết trơn á. Trời, cái tay mà cầm ly cà phê rồi để cái môi vô cái này. Ôi trời, đẹp quá. Cái môi gợi cảm liền ha. Em cảm ơn anh nha. Trời ơi, cái ly thích quá à. Mà bây giờ có ngày nào mà uống cà phê là tự nhiên cái nhớ cái bản mặt anh nằm trong cái ly này nè. Thôi bà ơi, ba với Vũ không có tới đâu đâu bà ơi. Dù ai nó ngã nó nghiêng,
lòng ba vẫn vững như kiên ba chứng. Em đi đâu vậy? Anh đi đâu vậy? Anh đang kiếm đồ, anh làm rớt đồ. Anh làm rớt đồ gì trong cái nhà kho của ba em? Đi ngang làm rớt đồ trong nhà kho. Anh đi ngang làm rớt đồ trong nhà kho à? Lý do thuyết phục quá, tự nhiên quá, không hề sắp đặt, không hề gượng gạo gì hết. Vung tay nó. Vung tay nó rớt vô trong nhà kho đóng cửa luôn. Không, lúc cửa đang mở nên nó văng wow, vào. Wow, cái cửa nhà kho này mở rồi nó bay vào hả? Tính ăn cắp gì của ba em? Bậy, anh đâu có ăn cắp đâu, anh rớt đồ, anh đi kiếm đồ của anh. Cái mặt của anh rất là gian. Anh tính ăn cắp đồ gì của ba em nói đi. Không, anh đâu có ăn cắp gì đâu, trong này nhà kho mà. Nói thiệt không thôi kêu ba. Ê, không, đứa. Ba. Nói thiệt. Anh tính kiếm cái bình cổ này nè. Ủa, cái bình này của ba em á? Đúng rồi. Nghe. Lấy đi. Trời, cảm ơn em nha. Có gì đâu. Trời, em thấy cái bình cũ xì nó có gì đâu quý. Tự nhiên cái ba hả cứ cất tối ngày. Em mà lấy ra em mượn em làm bài tập đó. Thiệt á hả? Ờ. Vậy dạ, anh mượn được đúng không? Ủa, anh lấy bình thường thì có gì đâu. Cái ok đúng không? Ok ok. Chuyện nhỏ mà, đi đi. Khốn nạn. Trời ơi, xém chút xíu nữa bể rồi. Ai cho con một cái bình này? Dạ, Khái. Con đừng á. Giải thích nữa. Có đọc câu chuyện Nỏ Thần chưa? Đừng là người rải lông ngỗng cho địch tới hại cha mình. Con phải bị châu đó Phụ Dương. Im đi. Không cho mượn. Chú, nhưng mà con thấy ba cho con mượn làm bài tập được thì cho anh mượn. Dạ, chứ có dạ, gì đâu dạ, mà dạ. Khó khăn. Còn cái thằng này nó lấy đi ra ngoài đường quay phim, quay này quay kia, lỡ bể thì sao? Dạ dạ chú ơi, nhưng mà chú tin tưởng con đi. Nhà cũng có điều kiện mà, lỡ hư ba con đền cho chú. Cái này không phải là giá trị bằng tiền. 50 tỷ trả tôi không bán, tôi nói cho cậu biết. Tôi nói cho cậu biết, đây là một cái bình cổ rất quý. Ngày xưa ông cố tổ của tôi là một thái giám phục vụ trong triều đình, do tận tâm phục vụ cho vua, được vua tặng cho cái bình này. Thái giám sao có ba? Hồi đó ai kể cho tôi nghe câu chuyện vậy đó. Nói chung là ông cố tổ của ba ngày xưa làm trong triều đình đó. Cái bình này rất là quan trọng. Đây chính là bình đựng nước thải của nhà vua đó. Thấy nó thì thấy vua. Hoàng thượng! Mày điên hả? Đừng có diễn sâu với tao. Không có cho mượn đâu. Cho mượn thì quên chuyện đó đi. Ba. Mày chú. Nè, từ nay về sau đồ trong nhà không được quyền tự ý lấy. Còn con nữa, nhớ đừng bao giờ để người ngoài đụng vô đồ của gia đình mình, biết chưa Mỹ Châu? Phụ Dương! Chú! Phụ Dương! Anh mua cái bình khác đi. Phải đúng nó mới được. Được rồi, em có cách. Tiền trong tay không tiền, đời mấy ai thương. Tiết kiệm tiền ai bỏ vào ngoài.
Vô. Giúp cái gì mà giúp? Tự nhiên rồi cái chuyện của tụi con rồi kêu vú làm rồi sao vú làm được? Không được đâu. Không phải, vú không giúp là không ai giúp. Đúng được rồi, đây vú chỉ có một mình vú có khả năng đó thôi. Tôi là còn Trinh Nguyên trong trắng đó, có ai dụ tôi được lắm. Không phải, cái này vú giúp tụi con thôi mà có làm gì đâu mà Trinh Nguyên trong trắng. Lỡ có chuyện gì xảy ra rồi ba tụi con giận rồi chửi gì sao? Trời ơi, không có, đúng rồi đó, yên tâm, không có. Ba của con là không bao giờ giận vú. Phải không đó trời? Biết rồi lúc đó giận tôi thì sao? Nếu mà có giận con lại con năn nỉ giùm vú. Tụi con chịu trách nhiệm hết. Hai vô. Rồi bây giờ hai người muốn tôi giúp cái gì? Ok. Trời ơi, ta nói cái trái dừa này nó ngon mà nó ngọt gì đâu á. Anh, dừa nó đỏ, anh ăn miếng đi cho nó mát. Đang tính sổ. Ngày nào cũng tính hết trơn á. Thư giãn đi. Ăn ngon. Cái nó ngon miệng. Ngon hả anh hả? Ngọt ngay luôn. Nghe nói Kiệt nó định mượn anh cái bình cổ gì nó quay phim đúng không? Trời ơi dễ gì cho. Không nha, tuyệt đối không cho nha. Mượn rồi lỡ bể rồi đền sao? Nó kêu em tới năn nỉ anh đó hả? Nói thẳng luôn, không bao giờ. Nó có nói với em. Nó kêu nói lại với anh. Nhưng mà em chưa có nói. Đó, vậy được. Phải binh vực anh. Mấy cái thằng đó nó ẩu tả, nó làm hư, không có tiền đâu đền. Đồ quý của người ta mà. Thì đó, em biết cái đó cái quý của anh mà làm sao giờ em cũng dám mở miệng em nói với anh luôn á. Nhưng mà giờ em nghĩ vậy nè, không lẽ giờ cái bình đó, đúng không, nó đã để ý rồi, không lẽ giờ đi đâu anh cũng ôm theo? Đâu có được. Đúng không? Đúng rồi, chứ để hở là nó lấy liền. Mà giờ không đi đâu cũng ôm. Bây giờ làm sao? Em có cách này nè. Bây giờ anh kiếm một cái tủ nào gì, anh khóa riêng anh cất. Đừng có cho nó thấy nha. Anh đừng có lấy ra lấy vô gì hết trơn á. Anh cứ để y nguyên trong đó luôn nha. Nếu mà nó biết chỗ anh cất là nó lấy đó. Có nghĩa là giờ mình giấu vô tủ. Ừ. Xong rồi mình bí mật, mình không được lấy ra lấy vô gì hết để mất công nó để ý. Đúng rồi. Hay quá ta. Anh thấy em thông minh không? Long Ngọc, kẻ địch sẽ hại ba đó con ơi. Trời đất ơi, Hải ơi, cho ba coi chương trình khác được không? Cái gì đâu mà sao mà nhạc thì phải hát chứ sao mà nó độc không vậy? Trời, rap của người ta. Thôi cô không hợp với này quá. Chất vải. Cô thời sự còn hay nữa. Sáng nay, đoàn khai quật tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ra một kho đồ cổ rất quý, được chứa dưới chân nhà thờ Đức Bà. Đây là kho đồ cổ rất đồ sộ, được đánh giá là từ thời Pháp và thời Lý. Ba! Ba! Gì vậy? Hết hồn hết chứ mày? Con này, giúp mình rồi! Đang coi hai em chết bên đâu vậy? Đi đâu kệ tôi đi đâu tôi phải thông báo hả? Thôi! Đang ba mê đồ cổ coi đi kìa! Ba đồ cổ này là mê coi thôi chứ coi trên tivi đâu có sướng. Tôi có đồ cổ của tôi vô tôi thăm lâu. Con biết rồi để con đi lấy cho. Thôi. Chìa khóa tôi giữ, mấy người làm gì mấy người biết, mấy người lấy thì đưa đây nữa. Thôi vô mở ra xong rồi tôi ngồi đây tôi nghe tiếng xoảng. Trời ơi, lúc đó tim tôi vỡ vụn liền. Mấy người là con nên làm sao tôi giận mấy người được. Ba sao ba không tin tưởng con vậy? Con là kiểu mà cẩn thận. Thôi, từ nhỏ đến giờ tôi thay không biết bao nhiêu món đồ trong nhà rồi. Nhưng mà cái đó là cái bình cổ con rất là trân trọng. Không. Con giúp đỡ ba. Thôi, để đó. Con biết là ba đúng. Cái thú của cái người có đồ cổ là gì biết không? Được cầm nó, nhìn nó, xăm soi nó. Để con bưng ra cho ba xăm. Thôi khỏi, để tôi vô à. Ba ơi,
ơi, cái ông Kiệt này nói trả cái bình cổ về sớm đi mà sao mà không trả đây bây giờ. Ba ơi, quay cho ba ơi. Trời đất ơi, hết hồn hết vía, cái chuyện gì vậy? Dạ có chuyện gì đâu ba. Ông chuyện của ông ta mà tưởng. Đẹp ghê. Cái này mới... Ủa? Không biết thưởng thức đồ cổ. Ủa? Ông kiếm gì vậy? Cuối cùng tôi cũng kiếm được một món đồ cổ trong nhà của tôi rồi. Trời đất ơi, cái này mà đồ cổ hả? Ê, đừng có giỡn nha. Nó mà là đồ cổ thiệt là mình kiếm nhiều tiền lắm á. Quý lắm. Trời ơi. Trời ơi, nhìn đi. Mà nè, anh nghĩ sao mà trong nhà này có đồ cổ trời. Trời ơi, mà có biết là những cái chế, những cái bát này là từ đời ông cố nội, ông cố sơ tôi để lại mà nhà tôi xài đồ kỹ lắm, có truyền thống giữ đồ. Phải ông đó ông ơi, ông hù tôi hoài à. Tôi nói thiệt. Cái này mà là đồ cổ thiệt là tôi chết liền á. Đừng có giỡn, đừng có giỡn. Mình mắt thường không thể nào biết được đâu, nhưng mà tôi nhìn, theo kinh nghiệm của tôi nhìn là tôi biết cái này đồ cổ. Mà trong gia đình mình đã tìm ra một món đồ cổ rồi thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều món đồ cổ khác. Nhà mình đồ cổ. Biết đâu cái ly này cũng là đồ cổ, nhưng mà mình lỡ tặng rồi, làm sao lấy lại đây? Ông đang suy nghĩ gì vậy? Không, chờ một chút. Ông này thiệt à. Khi không rồi tự nhiên bữa nay đi xuống rồi đi kiếm cái nhà đồ cổ. Ông làm như là đồ cổ là dễ mua, mà ông thì kẹo muốn chết luôn ở đó đồ cổ. Biết em thích màu trời, anh đã bồi hồi lửa cái ly ở trong màu xanh. Em không thích màu xanh. Nhưng trời mà... chứ có ly này rồi lấy ly đó làm chi nữa. Ly xấu quá, cái ly này mới đẹp mà. Cái ly này cầm nhìn nó sang hẳn ra. Không phải, tại uống cái ly này quen rồi. Ly nào uống từ từ thì cũng sẽ quen. Cầm thử cái ly này coi, cầm thử đi. Đây nè. Nghe lời tôi, cầm thử. Đây nè, cầm. Quá sang luôn. Cái ly này quá sang. Không, cái ly này nó vẫn là ở bên tôi. Vì tôi uống cái ly này quen, ngày nào mà tôi không uống ly này là tôi ngủ không được. Thông cảm giùm nha. Cái ly đó có thuốc ngủ ở trong mà sao mà uống ngủ không được. Thôi, tại tánh tôi vậy đó. Đổi ly đi. Thôi, là ý ông nói cái này đồ cổ thiệt đúng không? Tôi nghi ngờ thôi. Ở trong nhà này không có cái gì đồ cổ hết trơn á. Chỉ có một món đồ cổ mà quý nhất mà ông không biết đó thôi. Ở đâu? Bà chỉ tôi đi. Ông đó. Ông đó. Đồ cổ hả? Ông là đồ cổ đó. Vậy mà cũng không biết nữa. Cái công mà ba cái này đồ cổ. Thiệt tình. Tôi mà làm đồ cổ chắc tôi bán tôi luôn á. Xin chào các khách yêu. Ngày hôm nay thì Cherry Kim sẽ livestream để giới thiệu các khách yêu những cái món hàng mà Cherry Kim mới lấy về. Trời ơi, những chiếc túi thật là đẹp nha khách yêu ơi. Cái túi này đẹp quá nè. Da nó rất là mềm nè, mà màu cũng rất là nổi bật nữa. Mang vô một cái là chị em mình sáng trưng sáng bừng liền nha. Mà cái túi này rẻ lắm, chỉ có 600 ngàn thôi. 600 ngàn một chiếc túi như vậy quá tiện lợi đúng không nè. Mua đi mọi người ơi. Mua đi mọi người. Trời ơi, túi đẹp lắm, hợp với màu da nữa. Đó, đây. Hợp với cái bông của Cherry nè, hợp với cái áo luôn nè, nó xích cái túi vô là thấy xanh điệu liền. Túi đẹp quá mọi người mua 650, nha. 650 nha. Rồi 650 giá bèo luôn á. Dạ. Mua ngoài cái triệu mấy thôi, không ai lấy tôi lấy. Ủa, Vũ lấy hả? Vũ lấy. Thôi bán được rồi nha, bán được cho Vũ rồi. Vũ ở
rồi, 650 nhớ trả con nha. 650 rồi. Nhưng mà các khách yêu ơi đừng có lo, còn nhiều lắm đây. Đây chiếc túi này đây, rất là sành điệu và rất là hợp cho những cô gái thời thượng luôn nha. Chiếc túi này thì chỉ có giá 500 ngàn thôi. Trời. Màu này là màu đồng đất. Màu đất ruộng, màu chocola. Chocola đó, màu cà phê sữa. Cà phê sữa. Cà phê sữa chỉ 500 ngàn thôi nha khách yêu ơi, 500 ngàn thôi. Chỉ có 500 ngàn mà có một cái túi đẹp bự như vậy, ý nhỏ, nhỏ gọn như vậy. Trời ơi, mọi người ơi, nhào vô lụm liền. Chốt đơn đi, chốt đơn đi, có ai lấy không? Có ai, lấy không? Đây, ông lấy, để thôi, Vũ lấy. Chốt đơn. Chốt đơn. Nhưng mà các khách yêu ơi đừng có buồn nha, Vũ lấy hai cái rồi mình còn nữa đây đây, chiếc túi màu đỏ. Rồi thôi mày lấy, tôi thích túi bự màu đỏ này tại vì Vũ tôi thích màu đỏ. Thông cảm giùm nha. Vậy nói gì kìa? Nói gì? Dạ? Kìa? Bà tào lao, tao tào lao gì mày? Vũ, con đang bán hàng mà Vũ chửi khách ở ngoài vô. Nó nói tao tào lao kìa. Đường vào tim em ôi băng giá. Trời đất ơi, đi đâu mà mua quá trời đồ vậy? Em đi shopping. Sướng quá, đi shopping đâu nữa. Trời ơi, tự nhiên đứng rồi nói thấy người ta cầm, không nào cầm phụ nữa. Đây, 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 đây là phụ cho. Quá trời quá đất đồ. Trời ơi, mua gì mua dữ vậy? Thì hôm nay sale á. Sale là phải mua nhiều hả? Lâu lắm rồi tôi đâu có mua đâu. Mới tuần trước mà lâu cái gì? Thì cứ tính tiếng đi. 160 mấy tiếng. Đó. Mới có 160 mấy tiếng mà đi mua nữa, mua đồ nữa rồi đó hả? Nó mệt quá à. Tự nhiên đã nói sale mà cứ đứng đây cằn nhằn hoài. Xài tiền kiểu này cuối đời hết tiền rồi ai lo. Trời ơi. Trời ơi, cảnh đẹp quá. Cảnh này giống như như nước ngoài á. Châu Âu quá. Thì đó, anh tuyệt tình gãi đúng chỗ ngứa của em luôn vậy đó. Làm sao? Đang mơ ước được đi chiến châu Âu. Lạnh lắm. Đấy. Thì qua bển mới thấy được cái cảnh của nó. Em nói cho anh về cái đất nước của người ta nha. Nó lạnh, nó se se, lạnh lạnh nè. Rồi cái cảnh của nó làm cho mình lãng mạn lắm. Mà trời ơi, tôi nói em thích lắm anh. Em thích châu Âu lắm anh. Nó lạnh đau khớp. Già cả khớp yếu, qua trời lạnh, đau, mất tốn tiền thuốc nữa. Anh kỳ quá à. Hãy nói ra là anh nói tốn tiền. Anh phải suy nghĩ lại đi. Mình lớn rồi, đúng không? Người ta nói cái gì mình phải lưu ý hoặc là mình để ở trong bụng, hiểu không? Chứ không có thể nào mà người ta nói qua rồi cứ đem cái tiền ra mà nói hoài. Với lại mình lớn tuổi rồi, mình phải cần đi đây đi đó, mình học hỏi, mình giống như mình hưởng thụ đó, hiểu không? Chứ có tiền để làm gì? Để dành chứ làm gì? Có tiền người ta để dành, người ta lo cho cuộc sống của người ta, để sau này bệnh hoạn còn có tiền thuốc, còn chết cũng còn có tiền chôn. Chứ đừng có nói sống mà không cần tiền. Có nhiêu tiền xài hết tới lúc chết không có tiền mua hòm đó. Cái gì mình cũng hạp, như riêng vấn đề về tiền bạc. Cái mơ ước của em á, mà em nói cho anh đem hết bệnh hoạn chết chóc, đào mồ cuốc mã, anh muốn nằm dưới hòm anh mới chịu hay sao? Em muốn đi châu Âu để em nhìn cái cảnh của châu Âu. Bây giờ anh miễn sao anh đi châu Âu, anh đi nước nào em cũng vui hết trơn á. Rồi đi. Rồi đi nha, hứa nha. Đi châu Đốc. Thì cũng châu đó. Đừng nói chuyện với tôi nữa. Khó khăn dữ gì trời. Châu Âu lạnh thì đi châu Đốc, vô khách sạn mở máy lạnh 18 độ coi. Lạnh thấy bà nội luôn. Vậy thôi đó, giận. Ủa? Đâu hả? Đi châu Đốc. Cái gì? Bà này. Tự nhiên nó đi châu Đốc rồi, là đi châu Đốc rồi sao? Thì đi nói đi châu Đốc thì đi châu Đốc chứ sao? Trời đất ơi, nói chơi mà đi thiệt hả? Trời ơi, đời tôi mà có chữ nói chơi hả? Xin lỗi nha. Tệ. Hai tệ. Trời đất ơi, sao cái con người gì đâu mà khó hiểu dữ vậy trời? Ê trời ơi, cái con này ăn uống hỏ mứa kiểu này. Không có ông già mày hâm lại ăn thì ai mà ăn mấy cái phần này hả? Ba. Ăn uống sao bỏ mứa tùm lum vậy con? Trời ơi, đồ ăn là bỏ tội chết. Ủa ba. Hả? Thôi,
đừng có ăn cái đồ ăn này hôm qua rồi, hôm kia luôn á. Trời trời trời, hôm kia hôm kìa ba ăn còn được nữa. Đường ruột con yếu với đường ruột ba khỏe, yên tâm đi. Không có, ba ăn như vậy bệnh chết luôn á. Bệnh gì? Mình có tiền ăn đồ ăn khác đi, cái trứng chiên, trứng khác đừng ăn. Đừng bao giờ suy nghĩ cái kiểu mà nhà mình có tiền, nghe chưa? Suy nghĩ đó là suy nghĩ tai hại đó. Ba, ba mà ăn này ha, mà có chuyện gì á, đừng có trách con nó trước nha. Cứ ăn làm gì ba? Tức chết luôn á, thiệt á. Ngon chết. Trời ơi, ba ơi, ba có sao không? Ba. Có sao không? Đi 8 lần rồi con nghĩ có sao không? Giờ con đưa ba đi bác sĩ nha. Đi tốn tiền lắm. Trời ơi, giờ này mình sợ tốn kém gì không biết nữa. Tới nữa rồi hả? Tới. Đi. Đừng đừng xô. Nhúc nhích là nó ra chứ xô cái gì. Ghê quá ba. Lẹ lên đi. Ôi trời ơi, lẹ lên. Ba, anh đi bác sĩ nghe. Ba sao rồi? Con đừng có đụng vô tay ba. Sao vậy? Con... cái bụng ba đau, đừng có đụng vô tay. Đụng vô tay có liên quan tới cái bụng đâu. Tay để trên cái bụng. Đau mà mày còn nói nữa. Giờ ba tiếc thôi à. Tiếc gì nữa? Ba tiếc là sao ba không đi du lịch. Để giờ nó đau sắp chết rồi. Không có nói em bậy, tự nhiên nói em bậy đau bụng, nói em bậy à. Cuộc điện thoại đâu? Điện thoại hả? Chi? Ghi âm lại. Ghi âm gì vậy? Ghi âm những lời ba nói. Thôi. Bấm ghi âm đi. Rồi. Dạ, nghe lời ba. Rồi rồi. Vợ, những nơi cất tiền. Tivi có tiền. Loa có tiền. Thôi. Bàn thờ hình của ông nội con 50 triệu. Trời ơi, đừng nói nữa làm con sợ quá à. Nghe ba nói đi. Hình bà nội 30. Ba. Nè, chỗ này mới quan trọng nè. Cái gì nữa? Ra ngoài vườn, ngay chỗ cái hồ cá, hút hết nước, đào lên, có cái hũ, ba để vàng trong đó. Trời ơi, ba ơi, sao mà vàng bạc chứ, ba rảnh quá, để tiền lum la. Rải ra con, lỡ trái nhà còn hũ vàng ngoài đó. Trời ơi ba, bây giờ đi bác sĩ được không? Không, không, ba không đi bác sĩ tốn tiền lắm, lỡ rồi. Chứ giờ đau bụng quá rồi giờ sao, phải uống thuốc chứ. Thôi đừng đi bác sĩ, kêu xe cứu thương đi con, đau quá. Cái gì? Kêu xe cứu thương đi. Sao lại nói đi bác sĩ tốn tiền? Thôi thôi thôi, giờ kêu xe cứu thương đi. Hồi nãy người ta chở đi bác sĩ là đâu có tốn tiền, kêu xe cứu thương tốn tiền. Ủa giờ mày ngồi mày chửi ba hả? Ba đau mà. Hồi nãy ba nghe lời con là giờ đâu tốn tiền đâu. Tiền của ba giàu lắm. Nhưng ba mà giàu lắm. Về rồi bắt công ba la con ra tốn kém nữa. Ba không la, ba không la, đi kêu xe cứu thương. Chắc chưa? Giờ đau quá. Chắc chưa? Thiệt tức chết luôn á, nãy người ta kêu chở đi. Trời ơi, con tôi nó giết tôi nè. Ba về rồi hả? Ừ, ba về rồi. Trời ơi, ba về sao ba im re không cho con hay vậy? Ôi trời ơi, đi ngoài kia đi bộ vô mệt quá, ngồi tính nghỉ mệt chút xíu vô nhà. Thì hả ba nha, la đau bụng quá trời con gọi cấp cứu tới cái tự nhiên cái ba tỉnh như sáo á. Trời ơi, ai biết đâu lúc đó đau bụng nó làm mệt chứ, tự nhiên cái đi ra ngoài đó nó khỏe. Không có gì hết á. Không sao, nhưng coi như một công đôi chuyện. Mà ba kết quả làm sao rồi? Bác sĩ nó không sao hết á, bị đường ruột thôi hả? Hay quá. Trời ơi, có giấy xét nghiệm rồi luôn nè. Ây da. Bị gì vậy? Tự nhiên nó nhói quá ta. Con bị gì? Con bị lây đau bụng của ba hay sao? Trời, ăn uống làm bậy làm bạ. Thôi đi khám luôn đi. Biết rồi. Ôi ba. Hả? Trời, bữa nay đồ ăn gì mà hoành tráng dữ vậy? Tiết kiệm cũng lâu rồi, giờ phải hưởng thụ chút chứ, ăn quán ngon chút. Trời ơi, mà nhiều lắm luôn á. Trời ơi, cái này mà một hai mình ăn không hết hay là kêu mọi người về ăn không? Kêu đi, để ba đi lấy cơm. Ủa, hai tỷ,
Nó đi Châu Đốc rồi sao không đi Châu Đốc? Tôi không đi nữa. Vô đây ngồi. Sao vậy? Muốn đi mà thấy buồn bực trong lòng thôi, không có hứng thú đi. Bây giờ có chuyện gì buồn nói nghe coi. Cái bổn phận chị mà không có tiền cho em nó mượn nó cũng buồn bực, hiểu không? Là bực bản thân mình luôn. Bực bản thân mình, không có đồng bạc nào mỗi khi mà gia đình người thân ở trong nhà mình á, nghĩa là nhờ sự giúp đỡ thôi mà. Thôi được rồi, không có khóc, tôi giúp cho. Ông có nói gì vậy? Tôi giúp cho. Lỗ tai tôi lùng bùng không nghe luôn đó. Tôi với tỷ bây giờ như người nhà vậy đó. Chuyện của tỷ là chuyện của tôi, tôi giúp cho. Ông nói thiệt hả? Tôi nói thiệt. Bác đã bị ung thư đường ruột giai đoạn cuối, nên giờ bác muốn ăn gì hay làm gì á thì bác cứ làm nha. Chết mà chưa kịp lấy bà nào hết, đau cổ thiệt chứ. Giờ phải giết Di Chúc. Alo. Alo, cho hỏi có phải ông Bảo Bùng không vậy? Tôi là Bảo Bùng nè. Có chuyện gì nói đi. Tôi đang buồn lắm á. Đừng có giới thiệu đất nền gì nữa nha. Lộn kết quả rồi. Tôi là Bùng Bảo, ông là Bảo Bồn. Là tôi đang giữ giấy của ông, còn ông là đang giữ giấy sức khỏe của tôi. Đúng rồi, giấy sức khỏe của ông là tôi giữ nè. Cái giấy tôi ghi gì? Trong giấy của tôi á là ghi gì trong đó? Viêm đường tiêu hóa. Yeah. Không, xin lỗi. Ông ơi, mắt ông sáng, ông coi giùm tôi bị cái gì vậy? Hay là cho tôi số điện thoại của con gái ông hay là người nhà của ông, tôi gửi cho nha. Vui vẻ chứ. Cứ phải vui vẻ thôi ông, mà cuộc sống mà hả, cuộc sống mà mình phải vui vẻ thôi nha. Tôi bị viêm đường ruột tôi cũng vui mà, ông bị ung thư ông cũng nên vui đi. Ung thư hả? Không, xin lỗi ông. Alo. Trời ơi trời, tự nhiên vui quá rồi nói làm chi để người ta buồn luôn vậy. Vậy là tôi đâu có bệnh. Ôi, quay qua quay lại là gần đất xa trời thiệt chứ không chơi đâu nha. Nè, người ta nói gần đất xa trời á là mình phải sống cho càng sống cho bản thân mình, hiểu chưa? Mình chết mình đâu có mang theo được cái gì đâu, đúng không? Ông á, tao thấy già cửa cũng được rồi, con cái rồi, lo cho bản thân mình, chẳng hạn như là cưới vợ chẳng hạn, đúng không? Phải cưới vợ. Cưới vợ. Ông đang bị gì ta? Mình nói người ta mà không nhớ tới mình. Chứ buồn phải tỏ tình trên nàng thôi. Trăng tanh gió mát quá, hít thở không khí. Hết hồn luôn á, hết hồn nguội á. Có gì đâu mà hết hồn, thì hẹn ra đây mà. Nhắm mắt lại đi. Nhắm chi? Nhắm đi. Phải nhắm hả? Có bất ngờ. Mở mắt ra. Thơm quá. Phải để vô mũi vậy mới chịu hả? Thơm lắm. Làm vợ anh nha. Anh nói lại coi. Làm vợ anh nha. Trời ơi, anh làm em bất ngờ quá à. Có thật là sau khi chết đi sống lại, anh thấy cuộc sống này vô thường quá. Anh nghĩ là mình phải giành giật lấy tình yêu của mình. Em đồng ý sắp xếp lại cuộc đời của anh nha. Trời ơi, vui quá. Vui. Tụi nó ra không sùm. Đồng ý. Anh còn một món quà nữa. Quà nữa hả? Gì vậy?
Nhẫn vàng hả? Không phải vàng, nhẫn này là nhẫn gia bảo, hoa vô khuyết. Nghe tên dễ thương á. Nhẫn này của bà cố nội anh để lại. Xa quá. Đeo cho em này. Trời ơi, đeo đồ được rồi, đeo nhẫn cũng kiểu nữa. Làm cho giống mấy nước châu Âu á. Giống khùng quá. Vui quá. Em vui. Em đồng ý làm vợ của anh. Thiệt á, mới sáng sớm mà kêu xuống hộp không biết có chuyện gì nữa đây. Hộp kiểu này chắc chắn là lên tiền nhà chứ gì. Ba bà hả? Tôi không nghĩ vậy. Tại vì nếu như mà lên tiền nhà ba tôi sẽ nói trước rồi. Không, có bao giờ nói trước đâu. Ba cái chuyện chắc ngồi suy nghĩ là thêm mấy cái nội quy tào lao dớ dẫn không cái gì. Trời, nếu mà nội quy kêu đó nữa là chết luôn á ba. Nó là ổng quá trời nội quy rồi. Ổng mà sửa thêm nội quy nữa nhà thằng cái chùa chứ mày. Thiệt á. Cái gì cái chùa? Mà nội quy, nội quy. Nè. Chúc Phùng. Trời ơi, chú Phùng, mình bớt dính chùm này với vú được không? Gì vậy ba? Lời nói đầu tiên cho đôi trẻ gửi quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trời. Ủa, thứ giả karaoke nữa hả? Ba tính nói gì ạ? Cây thì phải có trái, con gái thì phải có chồng, đàn ông thì phải có vợ, đàn bà thì phải có con. Trời, Vũ có bầu hả Vũ? Tào lao. Tụi tôi là những người nghiêm túc không bao giờ ăn cơm trước kẻng. Tôi và 2 tỷ sẽ cưới nhau. Hả? Trời ơi. Thiệt không? Thiệt hả chú? Thiệt không? Trời ơi. Ôi. Trời ơi, cái nhẫn thủ quá vậy? Không, đây xuống đây. Ờ chú, buông ra lên. Buông ra. Cái tay bà dính với tay tôi. Xuống đây, xuống đây. Trời ơi, đẹp dữ vậy. Gì mà dữ dội vậy trời. Cội cái nhẫn lạ quá. Ê vậy nào cô chú gửi thiệp vậy? Ờ chừng là đám cưới chú. Sẽ là một thời gian rất gần. Chiếc nhẫn này gọi là hoa vô khuyết. Trời ơi, ý nghĩa vậy? Ý nghĩa quá nha. Mắc cỡ, mắc cỡ hoài á. Tỉnh rồi như gái mới lớn vậy trời. Hỏi thế gian tình là gì? Tình khiến sanh tử song hứa, trời Nam Đức Bắc sông phi nhạn, cổ thụ mấy mùa hàng xưa, quan lạc thú biệt ly sầu. Nỗi khổ chưa đầy, tình tương tư. Ủa, ba? Ba đang làm gì đây vậy? Ba gió con à. Ba có đang ổn không ba? Nếu ba nói không sao thì ba dối lòng mà đúng không? Nhưng biết sao giờ con, đành phải chúc phúc cho 2 tỷ thôi. Ba yên tâm đi, cái gì để con chăm sóc vú cho. Cảm ơn con trai. Thôi con vô đi, mọi người đang vui mà. Ba, chắc là ba đứng đây được không? Con vô đi. Dạ. Thật ra thì tâm trạng ba bây giờ rất là hỗn loạn con. Ba không đúng bất hiếu tử mà. Nói vô là vô liền vậy. Chỉ còn mình ta với ta. Gạt đi giọt nước mắt này, vĩnh biệt cuộc tình.